rạch 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 ui đã quá trời đã rồi. Quá đã bự ha. Đó, thấy không, chào bác vô. Ai ép vô. Rồi mình mến chào cả nhà nha. Rồi cũng nhà đồng nhà máy đường. Bữa nay mình với Năm đi lên đồng nhà máy đường cả nhà. Ấp nhất. Rồi. Thì mình đi vòng vòng mấy bờ nữa, ngoài sân kia gió quá cả nhà ơi. Rồi. Chào cả nhà. Rồi, mình với Năm đi nha. Nay Năm kêu ếch thì mình quay thôi, chứ lại khi nào ếch mà nó không kêu thì ba bắt mù. Đây không kêu rồi. Rồi giờ đi ra đồng nha cả nhà. Trên đồng giờ nó cũng chưa có kêu gì không nhé. Lúc này ếch cũng chưa kêu. Chưa kêu gỗ, nó kêu chỉ với kinh rồi nó mới kêu thôi, chứ trên đồng nó chưa kêu. Rồi giờ mình đi kiếm hang cả nhà. Giờ đi móc hang rồi hai anh em mình thì đi kiếm 3-4 con này đủ rồi, đủ ăn rồi nghỉ à. Không có làm nhiều. Thì mong cả nhà thông cảm nha, tại vì hai anh em cũng nó ngay cũng có tuổi hết rồi, thì làm kiếm cho cả nhà xem chơi thôi, có gì mong cả nhà cũng thông cảm nha. Kiếm bao bốn con nấu ăn được rồi, không cần nhiều. Này làm như có ai mới kiếm vậy Năm? Này bắt chuột hay là bắt ếch không biết hả? Thôi đi chừng nào có ếch mình quay tiếp nha. Rồi anh Năm mới phát hiện cái hang này hình như có ếch vô cả nhà. Rồi ui gió quá cả nhà, sao im không có hả? Rồi vậy là đúng, cho nó về đổi. Mở hàng rồi các coi. Rồi qua nhà ông cả nha. Kinh hả? Đúng lẽ vậy. Xuống sâu rồi. Dính à? Tôi nghe thấy cái khả nghi mà kêu Năm lại Năm khám là biết chắc luôn. Dính lên cô luôn á vậy? Mang kêu à? Mang kêu xanh lẻ. Ừ. Có là được rồi. Em bé mà. Có là vui rồi. Có khi nào hai con không? Quá. Không có hang nè. Rồi không hang vẫn chui vô rừng hai con nằm trống à. Không được rồi, bắt hang được tiêu thụ trên cái khúc đó đó. Dạ. Thấy cái hang khả nghi lắm mà. Coi còn hai con không nè, đây ở đây rồi đồng này không có hang. Vậy? Cua mới bầm, cua mới bỏ lại.
biết đâu hai con nó dành vô ngổ sao. Lên con nữa mới cười đã nè, gió quá cái này. Thôi con còn rồi, thôi đi lụm gạo. Rồi rồi lụm gạo rồi. Móc lại được không? Dễ móc, móc lại nào ấy hả đạo? Đạo chứ chốt cực. Có ông ơi, có nè, ướt nhẹp nè. Có hả? Có ông ơi, ướt nhẹp. Rồi, 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 dễ lắm. Giỏi quá. Lụm luôn không? Lụm. Có. Cái này ăn hơn nữa nè. Vinh. Kéo được một hết cá chập má. Bữa nay mình bắt ếch về hồi nói xào củ hành nha cả nhà. Nay mình có xào lăng củ hành đi. Chứ bây giờ ở ngoài đồng này giờ kiếm rau muống cũng không có nữa. Dính rồi cho nó lên, cho về đổi luôn. U bự ra. Ngay cho mỏ quá đã. Quá đỡ em trai ơi. Quá sướng. Được cái. Cái này cái nhỏ. Rồi, vậy cũng em rồi. Số là 2. 2 không. Cái hang đơn giản có ha. Nha. Rồi. Ở đây vì không có hang này. Ở đây hiếm hang quá. Con cua nó thơm. Này mình đi hai anh em mình chủ yếu bắt là đủ ăn thôi cả nhà. Khi nào mà dễ bắt thì mình bắt nhiều. Còn này là bị gì lúc này còn gió cả nhà. Gió quá bắt kêu chưa được. Là đi bắt mù. Kêu được nó kêu nhiều quá bắt cho cả nhà coi nhiều và nấu rồi cho cũng rộng cho mời cả nhà dùng bữa rồi với anh em. Còn bây giờ ít thì cũng bắt mình đang có ăn cũng mời cả nhà mình đồ thưởng thức với anh em. Cũng có chi. Rồi. Gió quá cả nhà. Bữa nay bắt kêu mọi bữa ngày hôm qua bắt được mà gió quá trời. Đi nữa đây. Ăn nữa hả? Chám lại không có, nó vô không được. Được. Nó vô rồi nó chám. Coi có dấu không? Có dấu lụm không? Cũng cả nghi. Ở đây hàng hiếm quá hiếm. Này cũng cả nghi móc thử rồi. Ở ngoài mé giường gió bên mình kêu được, ngoài này thua. Kêu rồi giờ nó trả lời giờ mình không biết được đâu, mình bắt không nghe được. Cái gì ở ngoài này là coi như không có thể nghe được. Không có. Thôi đi. Lát nữa mình cũng vô mé bờ trong mé giường á mình cũng kêu đẹp cho cả nhà mình nghe rồi. Nãy lúc đầu mình có thử một miếng nha. Mình nó không có đầm gió quá cả nhà ơi. Nó trả lời mình không nghe mà giờ nó kêu giờ mình cũng không xác định được chỗ nữa. Thôi đi ha, đi cái nhà ấy. Thôi dám còn lắm à. Sâu vậy, sâu à. Dính rồi. Dính luôn hả? Dính để vô rồi. Rồi cái hả? Cái vô rồi.
hang đơn giản á. Nãy giờ khui tùm lum hết trơn mà không thấy. Mới đây đâu mất tiêu rồi. Mới gắt xuống cái ổn đâu rồi. Rồi rồi. Khui khui ra chút nữa. Dạ. Nè. Giấu hả? Ừ. Đó, nè. Trời ơi, nó ở dưới đó nó không có chui ra ngoài á. Nó ở dưới này nó không ra. Gió quá trời cả nhà ơi, thông cảm cả nhà ơi. Trời gió quá bắt kêu cũng được, giờ bữa nay đi móc mù cả nhà ơi. Bữa nào mà trời mà im im gió mới đi bắt kêu được. Dạ. Rồi lên đi năm. Lên luôn anh ơi. Thấy nặng quá nè. Chắc bự rồi. Bự rồi. Gió quá trời thông cảm cả nhà ơi. Rồi, trời ơi. Quá đã. Quá trời đã rồi. Ừ. Quá đã. Bự ha. Ừ. Đó. Thấy không? Chà bá luôn. Ôi. Gió anh năm ơi. Ừ. Về đổi. À, anh em đủ ăn rồi đó. Khỏe rồi đó. Ba con là đủ ăn rồi đó mà bắt cho thêm mình có là cả nhà đồ mình làm cho có dư rồi anh em mới thấy mình nhiệt tình mời cả nhà. Nhưng mà sau này chắc có thể anh em không biết uống rượu chứ đi bên này chắc có lẽ là nữa sau chắc cũng có một hai lon bia anh em uống nhiên lon chứ mà điều bị đi đường xa cái này rượu đồ quá lắm cả nhà ơi thông cảm nha. Tại mình đi xe á nhà chạy xe đi á. Lon. Cảm ơn cả nhà nha, quan tâm theo dõi nhà ơi. Ê, quá. Quá đã ha ông trời. Quá sướng. Rồi đi tiếp. Ồ, tính ra đi nó giờ cũng xa xe dữ ha. Mà chỗ cái nhà nó đỏ đó. Chừng làm nữa giờ. Coi chừng nào có cái hình nữa cả nhà ơi. Nước này chắc lụm nữa rồi. Lụm nữa rồi. Ừ, hai cái hai gì rộng lên tay vậy? Ừ, nước này chắc lụm nữa rồi. Cái hang rộng thênh thang. Nhảy nè. Thấy không? Ừ. Nó kiếm đường vô phải không? Ừ. Hang rộng thênh thang luôn. Nhiều khi đi biết lâu không có cái hang cả nhà. Mà tới chừng nó có nguyên một chòm vậy đó. Cua. Cua lớn vậy. Cua nhỏ rồi làm hang bự vậy? Sao không đụng chân vậy? Nước đục đồ đàng hoàng, không lẽ ông này ấy nè, nó nhảy tới đây nè. Nhảy dậy đi nè. Không lẽ con này nhảy tới đằng kia? Đây đó xa lắm mà. Máng cái thôi. Làm con ếch cái đi coi, có rồi hả? Có rồi. Có cái này đi. Đúng không? Chưa biết sao này. Lắm hả? Lắm. Khui ra chút xíu là biết có hay không liền. Có dấu ngếch đi vòng vòng đây nãy giờ kiếm quả gặp đúng, hai đúng. Rồi vậy chắc rồi đó. Ông Năm nói lụm là lụm thôi. Ông Năm mà lắc đầu rồi đó. Lắc đầu không có rồi. Nói vậy rồi khán giả người ta nói mình lên giả sao phải. Ừ, ông Năm khui cái miệng hang ra ông lắc đầu thấy rồi đó. Mà nói lụm là lụm đó. Nói lụm là lụm đó. Lụm nha. Lắm.
này hang bích đồng mà không đâu vô. Thôi ông Năm nói lõm là lõm thôi. Ô, cái qua luôn, bắt tay luôn. Tôi nói lõm là lõm hả? Rồi bắt tay luôn đi. Bắt tay luôn. Cho nó khó tình ước mơ cái này. Khó tình ước mơ. Đúng chưa? Đúng rồi, lõm đi, đào gì nữa. Đào cũng cua. Năm nói lõm là lõm. Cua này nó làm hang hiền quá vậy, nó không làm sâu vậy. Nó làm hiền quá vậy. Mà ông thấy ở chung bằng đa dạng hang không thấy không? Ừ. Hang sâu ở cũng được chứ. Chứ không cần hang đẹp đẽ gì hết. Bây giờ. Nhưng khi thấy cái hang thiệt sướng vậy đó. Ừ. Tính ở trong trong không? Mà không có. Thôi ở đây đi. Bỏ con cua lại đó đi, lụm hết lên cái đi. Lụm. Ừ. Ông Năm nói lụm là lụm mà không chảy được nào chứ. Cái đực. 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 Lớn. Rồi. Ừ. Rồi vô luôn, cho về đổi luôn ông ơi. Cho về đổi. Nghỉ số 40. Ừ. Cho đổi nhà. 40 cho đổi nhà. Quá đã. Năm nói mà khui cái miệng hang ra, Năm nói lụm là lụm mà. Mà Năm khui cái miệng hai ra, Năm nói lắc đầu thấy rồi. Xong. Kể như thua rồi hả? Thua. Móc là móc cầu mai vậy thôi. Vậy thôi. Đủ. Mình đang ngộ mà. Nói chung là đủ ăn rồi đó cả nhà. Bây giờ mình đi dài dài về, gặp con nào lụm lấy nữa. Không gặp. Qua bờ đó đi dài về đó. Đi ngang qua bờ đó. Đi cái bờ đó dài về. Nha. Rồi. Về đổi bốn em là mình mộ bốn chú là đủ ăn rồi. Bữa nay tại trời gió quá mình không hai năm kêu không được cái nhà, mình đi bắt mù đó nha. Bắt mù. Bắt mù. Coi như là mình đi khui hang đó. Ở đây nó kêu không Năm? Nhá nhá thử cái nó kêu không. Rồi lấy em Thanh kêu cái này. Gió quá thôi đi mất mù nữa cả nhà. Rồi khui Năm ơi, để che cái, để che gió cái nè, bấy nhảy luôn. Ừ, bấy nhảy luôn. Năm nói lụm là lụm đó mà chưa, cũng chưa chưa khả, chưa chưa có chắc lắm nha. Chừng nào con Năm nói lụm là lụm đó. Sao? Lụm. Lụm hả? Ừ. Nó tiếng lụm chỗ mình được chứ. Lụm. Lụm. Lụm rồi. Đúng rồi. Ồ, nhảy ra cái gỗng đó. Năm nói lụm lụm. Năm nói lụm lụm mà. Lên luôn coi. Cái không? Cái bự cái gì rồi? Hay kéo nặng nặng rồi đó. Kéo hơi nặng nặng đó. Nặng nặng. Nó ra qua cua cái gì ạ? Lên. Gỗi. Bự cả nhà ơi. Ui. Quá trời bự gỗi.
Trời ơi, trời bự. Bự mà bị sự cố cả nhà. Bị sự cố rồi, bị sự cố rồi. Rồi không sao cả nhà, thôi. Rồi cho vô bịch xuống đi cả năm ơi. Nó vô đội là vô đội mà. Nó vô là vô thôi chứ không đường nào mà chạy khỏi cho nó nằm cho ha. Khui cái miệng hang ra là biết có liền. Chưa nắng dữ lắm rồi đó. À, cánh đồng nó lớn nữa nè. Nhìn không thấy cây luôn nè. Rồi. Đi tiếp năm ơi. Số là mấy? 50. Bữa nay là bộ mau à. Giác gỗ gà. Đâu? Nè. Nè, dấu nè. Dấu gà ngồi đây là sình này là sình con ếch nó đã ra ngồi ha. Ừ. Mình không biết mình cũng biết nữa nè. Nó nè. Rồi. Nên nó vô là ở đây nè. Nó ở hàng này nè, nó chẹo vô cái dấu vỏ nó còn kéo bọt đây. Chẹo. Rồi. Về đội nữa. Mời nó về đội luôn. Bảo đảm. Không có nói đường nào mà hụt hết. Năm nói là không chạy. Lụm. Năm nói lụm là lụm nè. Năm nói lụm là lụm thôi. Gió quá cả nhà ơi, mình che gió, gắn che gió dữ lắm rồi đó mà gió mạnh quá. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Về đội rồi. Vinh. Vinh lên. Năm nói về đổi là về đổi thôi. Vinh cua. Vinh nó rồi mà vinh. Không biết đâu con bự sao. Rồi. Ừ. Mà nó bị dưới con cua phải không? Mời nó về đổi thôi. Nó bự lắm nó gì rồi. Kẹt đây nữa. Nó kẹt ngang cái chỗ eo rồi. Còn mình nè. Lên. Quá xá rồi. Quá bự con hết luôn rồi. Cái. Con hết cũ. Quá đã. Con hết cũ cả nhà ơi. Quá đã. Cả nhà thấy tôi nói miếng lụm là nó lụm. Nói năm nói lụm là lụm, không chạy đường nào chứ. Rồi, vô. 60. Rồi bữa nay là mình có thừa đó mày. Mới bữa bắt vừa đủ ăn chứ. Bữa nay là có thừa rồi. Bữa nay vô cái đồng này mình bắt mau nha. Bị về vô này bắt mù nhưng mà bị về đồng rộng quá. Cả nhà biết không, mình dễ kiếm. Đi đồng nào bắt được hết. Còn mấy chỗ hẹp hẹp miếng đi hết cái chỗ cái thì mình thấy nó meo quá cả nhà. Còn ở đây thì tôi còn tung tăng ba rồi cả nhà cho cả nhà coi. Rồi vô đội 60. À, mình nếu năm bắt thì đủ ăn thôi, nhưng mà tại cái này trên đường về mình bắt nữa. Với, còn dư thì mình để cho năm bán kiếm tiền xăng cộ rồi cả nhà ơi. Cái hai anh em mới khởi nghiệp mà lương bổng cũng chưa có đâu. Cũng mong cả nhà ủng hộ thả tim like rồi cho anh em mình mau kiếm tiền nha cả nhà. Đi cái bờ này chút xíu nha. Bỏ cái bờ này ổn quá. Đi bờ này cái hả? Quá. Anh đi tôi lấy nước uống cái. Anh uống nước không? Gió quá trời gió rồi cả nhà. Ui. Không rõ ở đây nè. Nè. Gì đổi không? Gì đổi. Lộm. Trời ơi, năm nói lộm rồi cả nhà ơi. Lộm. Lụm rồi. Gió qua gió. Nó mới lụm lụm thôi. Rồi. Hộp cái gai. Chưa hả? Có. Có rồi. Chắc cứu mà. Nó mới lụm lụm thôi.
có hả? Chắc cú năm nó lượm lượm mà rớt rồi nhỏ hả? Nhỏ quá trời vậy ta, bởi vậy bắt kêu không được. Rồi ấy rớt lại đó, nó dãy rớt lại. Nhảy ông ngỏng với hoài vậy. Tôi không cho đâu. Rồi trời ơi. Ngắt nó nhỏ nó rớt hoài cả nhà ơi. Thông cảm chờ đợi chút. Cái anh trai này nè. Lâu mẹ nó ra cho nó ra uống đi. Lụm về đội thôi, năm nói lụm là lụm mà cái à, cái nhỏ, cái nhỏ à, cái đẻn hai cái nữa mới bự ha, 70 này đi ra mà gỗ mái thời một bờ, một là lụm gạo rồi. Rồi đi cái nhà gió quá. Rồi cả nhà ơi, anh em mình vô tới bờ nha. Mình bắt đủ ăn thôi chứ không có nhiều cả nhà. Được 7 con. 7 con cả nhà ơi. Là 7 con. Mình là chủ yếu là 4 con là mình nghỉ rồi. Ừ. Nhưng mà tại trên đường về mình gặp quá hút được 3 con nữa. Thì chắc cũng hơn 1 kg cả nhà. Rồi. Ừ. Mà làm 3 con thôi năm ơi. Mần mấy con? 3 con thôi. Mần con bự ha. Cái con nào mà nó bị sự cố đó mình mần đi. Mần 3 con này còn chừa lại như mình kiếm tiền đổ xăng thôi mày. Rồi để tôi đi mua cái nước đá uống cái. Rồi nắm đây coi ấy tôi chạy mua đá cái rồi tôi trở lại. Rồi cả nhà ơi. Mình xào củ hành nha. Xào củ hành tây. Xào lăng. Xào lăng củ hành. Ít xào lăng với củ ba hành. Con. Hai anh em ăn 3 con thôi nha, chừa lại 4 con. Rồi củ hành nè. Củ hành cũng ra thành phẩm rồi. Củ hành cũng ra thành phẩm ớt cũng mần rồi. Mình cháy dầu ăn với tỏi rồi mình mới cho lên nha. Cháy cho nó vàng vàng mới đổ vô. Lấy cái bọc mình để lại hồi lượng đồ. Về rồi này sắt mấy giường mấy ruộng mới bắt mày đó vô cái nè, vô đây lụm luôn vô. Vô ai ép vô. Ba con là hai anh em ăn xỉn luôn nè. Thấy nhiều quá ha. Nhiều quá, ba con nhiều quá. Con cái, hai con vịt.
này đầu bếp lão tướng nha. Này cà ri đồ vô. Bịch cà ri vô lên màu đi ha. Màu nó lại nha. Để nó hồi cùng cọc lại. Giờ khác chưa quá coi. Đã quá sướng luôn. Ờ, má nó săn lại ha. Giờ thiệt là săn quá ha. Bà con cũng nhiều quá ha. Nhiều quá. Má cái này mập ghê luôn. Ếch này nghĩ con ếch ngộ là nó ở trong hang không mà nó mập nó cả nhà. Hai anh em nó như ở đây thì thôi. Còn gì bằng nó cả nhà. Một dĩa, là một dĩa này. Dĩa. Dĩa không hết luôn. Thứ gì chịu nổi. Xế nồi cơm cả nhà, hai anh em nấu nồi cơm khoảng 3-4 chén này. Khi nào có khách thì nấu nhiều, không ấy nấu 3-4 chén ha. Cơm như chưa khô lắm Năm ơi, còn hơi có nước nè mà nó chín rồi. Rồi để chút mình không lại nó ăn cái mới được, nó còn nước nó cứ khô nữa kìa. Rồi rồi hết sảy luôn. Quá ha, quá ngon. Vô củ hành, vô ngọt nè, vô đồ, thêm miếng đường. Hết sảy luôn. Quá wow, trời ngon rồi. Vô luôn nha. Vô luôn. Vô củ hành á. Vô. Củ hành xào sơ qua là ăn được rồi. Vừa yeah, chút xíu cho nó thấm. Quá wow. Quá ngon. Rồi cái chảo này cả 4 người ăn. Hả? Ừ. Nha. Đấy nha. 2 người ăn là hơi nhiều. Rồi. Rồi cả nhà ơi. Đây. Này ớt xào lăn với củ hành nha. Rồi. Hai anh em ăn chứ không có ăn là... chứ không có mà nhậu nhẹt gì chứ cả nhà ơi. Đó. Anh em ăn rồi về. Anh em chủ yếu là bắt đủ ăn thôi. Còn dư lại mấy con. Để mấy con đem về cho năm để bán kiếm tiền xăng như thế này nha. Kênh mình cũng chưa có tiền nữa cả nhà ơi. Thì cũng mới tập sự thôi. Có gì sai sót thì cả nhà cũng thông cảm nha. Rồi giờ anh em mình ăn nha. Rồi. Vậy là lụm đó. Mời cả nhà dùng cơm với anh em tôi luôn cả nhà ơi. Rồi. Mình cũng mời cả nhà dùng cơm luôn nha cả nhà.
Cơm gì với ếch ếch sầu lăng. Sầu lăng. Quá rõ. Sầu lăng với củ hành. Quá rõ ông ơi. Quá thì ngon à. Này cái tương. Ừ. Để nó lật. Rồi, mời cả nhà nha. Ngon. Lâu lâu ăn là ngon ha. Ừ. Hôm nay mình làm đơn giản món mà mọi người, không kho gì chứ. Luộc sơ bu quá. Cơm nóng quá. Cơm thần nhìn mà thấy ngon quá ha. Ừ. Đây. Mình nói ngay ở đây cũng thành như vườn ở bên như vườn cái món này mẫu uống nữa. Ôm chung luôn cho nó vui. Nhờ cả nhà biết đó, người ra ngoài này chăm bắt được thắng cô mà bắt được cái gì ăn cái nấy. Rau cỏ thắng cô cả nhà thông cảm đi, bị gì mình chở bữa hoài anh quận bây giờ không có rau muống khô trơn rồi, muống cũng có rồi, rau gì cũng có, không có rau gì trơn, cả nhà ơi thông cảm đi, mua củ hành. Bữa nào mình đi cái động nào mình gặp mua rau gì ngon là mình hái mình nấu rồi. Mới mốt đó mình cào lá cách. Cào lá cách ngon lắm, mỗi ngoài vườn quận có lá cách đó. Ừ, để mình cào ngon. Nó cách biệt lắm hả? Ừ. Đó là thiên nhiên. Con luôn cả nhà. Rồi qua động ăn cơm cũng ngon không? Ừ. Sáu bảy người ăn, năm sáu người ăn mới hết. Cả sáu người ăn mới có hết. Bảy ừ. Con. Rồi. Xin chào cả nhà nha. Mình cũng kết thúc video đây luôn cả nhà. Chào cả nhà. Rồi anh em mình hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Rồi tạm biệt cả nhà.